Rồi, hôm nay chúng ta sẽ quay lại chủ đề là hy sinh vì đại dương và môi trường. Thì mình sẽ làm một cái mặt nước với Cinema 4D thần tí, gọi là thuần Cinema 4D. Ok, mình có một cái mặt với diện tích là 400 400, mình cho subdivision là 100 100, tương đương số lượng diện tích ở đây mỗi ô là 4 x 4 cm. Rồi, khi chúng ta có cái mặt này thì chúng ta sẽ làm gì để nó sóng sánh như đại dương? Thì chúng ta sẽ dùng một cái lệnh random. Thường lệnh random này nó sẽ nằm trong các object cloner, nhưng khi ta bỏ nó vô đây đi thì ở đây các bạn thấy nó không có gì hết. Thì chị mình sẽ cho deform, mình chọn point, bạn sẽ thấy là một đống mớ bùi nhùi như vậy. Thì để giải quyết cái mớ bùi nhùi này thì quay lại effector, bỏ random, chọn noise. Thì lúc đó các bạn đã thấy chúng ta đã có sắp sánh đại dương. Nhưng mà sắp sánh đại dương này chúng ta đang giống như kiểu là thì không diễn tả được. Thì chúng ta sẽ rồi, ở đây chúng ta sẽ không thấy gì hết, đúng không? Rồi, ok, mình cho nó này 300 phân nhỏ nhỏ 10 giây. Thì các bạn muốn thay đổi độ cong, độ cao thì cứ chụp Z mà quất thôi, cứ chụp Z mà thôi. Đến chúng ta thấy nó đang chuyển động, thì cái việc chuyển động này ok thôi, chúng ta đã có được một cái mặt nước rồi đấy. Chúng ta vẫn tiếp tục thấy nó sao sao đó, nó không có chắc bạn có một mặt nữa. Thì đại loại đây là kiểu duy nhất có thể làm bằng việc sử dụng thuần Cinema 4D. Rồi, cái này nó thích hợp cho các bạn làm cái mặt nước nhẹ nhẹ thôi, chứ còn biển cả và cá vàng hơi mệt tí. Rồi, tiếp đến mình không lại thế nha. Rồi, mình sẽ vẽ một đối tượng. Chúng ta bắt đầu vẽ ông lão đánh cá. Chúng ta scale nó nhỏ lại. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ chọn character content. Rồi, chọn làm, nó có tag làm. Các bạn chọn surface, no, fit, path, fit, exit, form, tam. Rồi, tiếp cái target của tụi mình là nhảy vô gì? Chụp lên chứ vô gì? Rồi, sẽ vô và play. Rồi, các bạn thấy là nó đang rất là kiểu hơi bị bệnh hoạn chút xíu hết mà. Ví dụ giờ mình không block position thì gì? Thì các bạn vẫn có vậy thôi, nhưng mà nó nhìn nó không thật lắm. Bây giờ mình sẽ kéo nó gấp xuống rồi. Đây. Đấy. Rồi. Tiếp tục thấy sóng biển nó kỳ kỳ quá, effector strain để thầy giảm strain xuống nha, strain xuống đấy. Rồi sự đấy, hoặc cứ để nó 100%. Rồi các bạn có thể giảm speed animation, sóng biển dập dào và nó sẽ có rất là nhiều người bị say sóng đối với tiết mục này. Ok, đó là một cách làm sóng biển. Các bạn chỉ cần mát chất liệu water lên thôi. Còn nếu các bạn muốn làm cái con sóng mà nó có cái cục trắng trắng á, thì cái gọi là cái bọt sóng á, thì tụi mình sẽ phải áp một chất liệu alpha. Đấy là một cái chuyện khác nữa, nhưng mà mình đang busy quá nên mình sẽ không có làm cái animation đó. Đây, mình set cho nó cái đèn kiểu dạ. Ok, we are ready to go. Các bạn đã diễn hoạt được đấy, lại song song em chất liệu của thôi nha, làm sky làm ship gì gì đấy. Bye bye.